Trấn Thành vướng ồn ào phong sát, Hari Won lập tức tỏ rõ thái độ, bạn thân khóc lóc lên tiếng. Thông tin Trấn Thành bị Đại Nghĩa thay thế làm giám khảo đang gây xôn xao. Trước vụ việc, Hari Won cũng lập tức có động thái tỏ rõ thái độ. Về phía Trấn Thành, nam MC không lên tiếng phân bua, giải thích như trước. Thông tin Trấn Thành vắng mặt ở Siêu Tài Năng Nhí và người thay thế là MC Đại Nghĩa đang gây xôn xao dư luận. Nhiều khán giả cho rằng lý do khiến Trấn Thành bị thay thế là lùm xùm phát ngôn gây tranh cãi suốt thời gian qua. Trên trang chính thức, Siêu Tài Năng Nhí thông báo mùa năm nay có 3 giám khảo, hai người trong số đó là Hari Won và Gil Lee. Giám khảo còn lại chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, ekip từng bật mí khuôn miệng của giám khảo này và cho biết anh là MC từng xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng dành cho thiếu nhi. Từ những thông tin đó, cộng hình ảnh chụp cùng Hari Won, khán giả khẳng định giám khảo còn lại là Đại Nghĩa. Về việc Trấn Thành rời chương trình, truyền thông liên hệ đại diện nam MC nhưng anh chưa đưa ra câu trả lời. Trong khi đó, đại diện truyền thông của chương trình cho biết mọi thông tin liên quan tới Siêu Tài Năng Nhí được công bố vào cuối tháng 4. Dễ dàng nhận ra suốt hơn một tuần qua, Trấn Thành không lộ diện ở bất kỳ sự kiện hay buổi họp mặt bạn bè nào, trái ngược với tính cách thường xuyên lên phân trần dạy dỗ người khác mỗi khi có ý kiến trái chiều về mình. Lần này Trấn Thành hoàn toàn không có động thái đáp trả. Về phía Hari Won, nữ ca sĩ cũng dường như không mấy bận tâm đến ồn ào lần này của chồng. Hari Won vẫn thoải mái chia sẻ hình ảnh vi vu ở Hàn Quốc, đi quay trên trường quay và thường xuyên tương tác với đồng nghiệp. Hari Won đăng lại những clip Trấn Thành vui vẻ bên bạn bè trong chuyến du lịch trước đó một tháng. Hari Won chia sẻ chăm chỉ làm việc giữa lúc chồng im hơi lặng tiếng. Nhiều khán giả nhận ra đây chính là trường quay Siêu Tài Năng Nhí. Ở các mùa trước, hai vợ chồng thường đăng tải ảnh hậu trường cùng nhau. Tuy nhiên mùa 4 năm nay chỉ thấy sự xuất hiện của Hari Won. Nữ ca sĩ cũng vui vẻ xuất hiện bên MC Đại Nghĩa, người nghi vấn thay thế Trấn Thành ở Siêu Tài Năng Nhí. Nữ ca sĩ cho biết bận rộn đến mức không có thời gian để ngủ. Trước đó, Trấn Thành gây tranh cãi dữ dội khi phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây chạm vào nó tại một sự kiện. Đến thời điểm này, bà xã của Trấn Thành cũng không nhắc đến những drama liên quan đến chồng trên mạng xã hội. Việc Trấn Thành và cả vợ im hơi lặng tiếng một cách khác thường dạo này cũng khiến người hâm mộ vô cùng tò mò. Mỗi lần Trấn Thành vướng ồn ào, tranh cãi, không chỉ Hari Won mà rất nhiều bạn bè nam diễn viên cũng sẽ lên tiếng bên vực. Tuy nhiên, lần này lại trái ngược hoàn toàn. Từ khi vướng ồn ào và miệng đến nay, không một người bạn nào lên tiếng đỡ cho Trấn Thành trước bão dư luận tẩy chay quá lớn. Ở trong làng giải trí Việt, Trấn Thành sở hữu mối quan hệ khá rộng rãi và thân thiết với nhiều nghệ sĩ trẻ. Thậm chí, nam MC còn không ngần ngại nâng đỡ những người bạn thân thiết để họ được công chúng biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên mới đây, một trong những người bạn thân của Trấn Thành, Ali Hoàng Dương gây chú ý khi gặp phải vận đen. Khi đứng trước loạt sự cố, nam ca sĩ này không khỏi bối rối và buồn bã. Cụ thể, Ali Hoàng Dương ngạn ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Mất ví, mất tiền, mất hết thẻ, hiểu lắm rồi tam tai, cảm lắm rồi thái tuế. Khi trả lời thắc mắc của nhiều bạn bè thân thiết, nam ca sĩ cho biết đã làm mất ví trên đường trở về nhà từ một siêu thị. Gói kỹ dữ lắm, vì quan trọng mà. Nay tức lại mua xong xác cái bánh vừa nhai vừa đi về nhà. Ví thì bọc vô túi, lo nhai quá, về nhà rớt ví mà cái bánh trong miệng không rớt. Tức, buồn, hận, cái miệng ăn. Ngay sau đó, bà xã Trấn Thành cũng đã lên tiếng an ủi Ali Hoàng Dương sau khi thấy người em thân thiết mất ví. Ở thời điểm hiện tại, phát ngôn của Trấn Thành không chỉ bị đông đảo khán giả phản đối, nhiều sao Việt như Nguyên Vũ, Duy Mạnh cũng lên tiếng không đồng tình trước quan điểm này của Trấn Thành. Lời tâm sự về nỗi vất vả, áp lực nghề nghiệp của nghệ sĩ trở nên khoa trương, trơ trẽn và như đổ lỗi cho khán giả khi Trấn Thành là một trong những ngôi sao hốt bạc nhiều nhất showbiz. Hiện tại, sự xuất hiện của Trấn Thành tại các chương trình bắt đầu bị khán giả kịch liệt phản đối và tẩy chay.